Xin chào anh chị các bạn. Đây là món chuối xanh ngào đường. Nó cũng chỉ là món ăn chơi thôi, nhưng mà hôm nay mình làm thêm một cách mới, là mình có biến tấu thêm để tạo cho món ăn vừa lạ miệng vừa hấp dẫn. Thì làm như thế nào, xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mình đã chuẩn bị đây là chuối xanh, là chuối sim xanh, nó là 1 kg. Nó xanh nhưng nó phải đủ độ già nha các bạn. Nó phải già thì nó mới không có bị chát. Và đường nè, chanh và hành lá. Giờ mình sẽ đi sơ chế cái phần chuối này trước nha. Mình chuẩn bị 1 thau nước, mình sẽ cho vào đây mà 1 muỗng canh muối. 2 trái chanh thì mình cắt cắt ra, mình vắt lấy nước mình cho vào đây luôn. Chuối nó rất là nhiều mủ nên mình cho chanh hơi nhiều nha các bạn, để nó không có bị thâm và nó cũng bớt cái vị, cho mình ngâm trong này nó sẽ bớt vị chát nữa. Chuối thì mình cắt đầu cắt đuôi và mình cắt làm tư, cắt dọc nha các bạn. Mình sẽ cắt dọc rồi mình cắt làm tư, mình cho vào ngâm trong đây luôn, rồi tí nữa mình bóc vỏ sau nó sẽ không bị mủ. Chứ lúc này mà mình bóc vỏ luôn á, nó mủ dễ dính tay lắm. Cứ vậy mình sẽ làm hết cái, cho hết cái phần chuối này. Mình cắt xong á là mình sẽ ngâm cái phần chuối trong cái nước muối và chanh trong đây từ 25 tới 30 phút để cho nó ra hết mủ. Rồi giờ mình cứ để mình ngâm trong đây nha các bạn. Chuối mà mình ngâm cũng đã được nửa tiếng rồi nè. Giờ mình sẽ bóc bỏ cái phần vỏ. Mình bóc vỏ ra xong á, mình để cái miếng chuối trở lại trong cái thau nước ngâm luôn. Khi nào bóc xong mình mới vớt ra luôn một lần, mình rửa lại. Trong chuối sim đen này nè, thường thường nó hay có cái hạt đen ở trong á, thì mình lấy bỏ cái phần hạt ra nha. Nó cũng ít thôi, không có nhiều đâu. Có trái có, trái không, phải trái nào cũng có. Mình lấy ra để cho nó cái miếng chuối được đẹp hơn. Bóc vỏ xong mình sẽ rửa lại, rửa sạch lại và mình cho ra một cái rổ hay cái gì đó để cho nó ráo, thật ráo nước mình mới đem chiên nha. Mình dùng cái chảo sâu lòng và cho hơi nhiều dầu một tí để mình chiên ngập dầu cái phần này. Chờ dầu sôi mình mới cho phần chuối vô nha.
mình sẽ chiên cho đến khi mà cái miếng chuối nó cứng lại và nó giòn bên ngoài, nó vừa vàng thôi các bạn, đừng có chiên vàng quá nó sẽ nó cái màu nó sẽ không đẹp. Món này thì mình chỉ giòn bên ngoài thôi và bên trong vẫn còn bùi, mềm và bùi nên nó không có, nên các bạn cũng chiên vừa phải thôi. Nó không giống như cái loại chuối mà chuối sấy lát mỏng kia đâu. Khi miếng chuối đã cứng lại rồi và nó đã hơi hơi vàng thì mình vớt ra. Mình vớt ra cho dầu, cái dĩa có lót giấy thấm dầu để cho nó thấm bớt cái phần dầu nha. Khi mà các bạn chuẩn bị vớt ra thì mình sẽ cho lửa mạnh lên là nó đẩy dầu ra, thì nó không cũng không có dầu, nó cũng không còn trong miếng chuối nhiều đâu. Cứ như vậy mình sẽ chiên cho hết cái phần chuối còn lại. Trong thời gian này thì hành lá thì các bạn cũng cắt nhỏ cho mình luôn nha. Giờ thì mình sẽ làm công đoạn cuối cùng là xên chuối. Mình sẽ cho vào đây 250 g đường cát và 100 ml nước lọc. Giờ mình sẽ nấu cho tan cái phần đường này nha. Mình nấu cho tan, cho sôi lên và chờ cho cái phần nước và đường này nó sánh kẹo lại á, mình mới cho cái phần chuối vô. Các bạn thấy không, nó chỉ sôi cái phần giữa mà cái phần phần nước bên rìa cái chảo nó còn á. Khi nào mà bọt nó ra sát bên cái phần thành chảo luôn và cái phần nước này nó cũng sánh kẹo lại á thì mình mới cho chuối vào. Mình cho sớm quá chuối nó dễ bị nhũng, hồi mình xào nó sẽ bị gãy. Các bạn để ý là cái bọt là nó sát bên thành chảo luôn á và nước cũng sánh kẹo rồi rồi là mình cho cái phần chuối vô. Trong lúc này thì các bạn cũng để lửa trên trung bình tí đi, khi nào mình cho hành vào rồi rồi mình mới giảm lửa nhỏ lại. Mình cho hết cái phần hành lá vô luôn. Giờ các bạn sẽ giảm lửa riu riu thôi nha, để mình sẽ xào xào cho đến khi nào đường nó thấm hết vào trên cái phần chuối á và nó ra nó tạo một lớp bên ngoài giống như là cát vậy đó thì là món ăn là sẽ được. Lúc này thì các bạn cho nên cho lửa riu riu thôi nha, mình làm mấy quá mình lửa to quá mà mình làm không kịp nó sẽ bị khét á. Cho hành vào rồi nó thơm lắm các bạn ơi. Mình xào nãy giờ là cũng gần 10 phút rồi nè, lửa riu riu, đường nó cũng đã khô lại rồi, nó gần tạo thành cát rồi đó, gần được. Lúc này các bạn cho lửa nhỏ xíu mà giảm lửa lại nha, mình sẽ xào cho đến khi nào nó khô luôn. Đó, nó tạo ra cái lớp đường áo quanh cái miếng chuối á, như nó gần như là cát vậy đó. Cái món này mình làm giống như là mình xào mứt dừa vậy các bạn, mình cứ xào vậy cho nó khô lại là được. Khi thấy đường nó đã tạo thành một lớp áo quanh áo khô quanh cái miếng chuối như vậy nè, vậy là được rồi các bạn. Vậy là mình tắt lửa mình cho ra ngoài nha. Vậy là món chuối xanh ngào đường của mình đã xong rồi nè các bạn, vậy giờ mình có thể thưởng thức được rồi nè. Cái món này thì nó sẽ hơi giòn bên ngoài, bên trong nó sẽ mềm bùi. Với kết hợp thêm cái hành lá nó tạo ra một cái mùi hương rất là khác biệt luôn á, cũng hấp dẫn lắm á. Nếu có thời gian các bạn cứ làm thử nha. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.